Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 ngày 27 tháng 3 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 7. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 5, 2. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0753, 4282, 9960. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 0273. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 34876, 49629, 67763, 35844, 84967, 97775, 37124. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 28391, 31019. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 15517. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 40560. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 624449. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 624449.